Có lời hay có hại. Và hôm nay thực ra đó là câu hỏi của mình thôi. Chứ hôm nay chủ đề là côn trùng nào, loài côn trùng nào nguy hiểm nhất thế giới. Loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới là loài muỗi. Thực ra một loài đâu biết vì sao. Vì chúng là có khắp ở trên mọi nơi trái đất, chúng hút máu người, rồi có một số con trùng gây ra truyền truyền những bệnh sốt xuất huyết, rồi truyền những bệnh rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử tử vong. Như hiện nay muỗi là một loài nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng mà muỗi cái hút máu người, muỗi được hút mật mật nhựa cây và phấn hoa. Các bạn nhớ nhé, thế nên đừng đánh muỗi đực khi có chúng có ở trong nhà. Chúng không đốt bạn đâu. Có muốn phân biệt muỗi cái muỗi đực các bạn hãy tra trên mạng nhé. Và các phòng chống muỗi là đừng bao giờ để ao tù nước đọng trong nhà. Và luôn để thế thì con muỗi sẽ vào nó đẻ trứng. Và luôn có khi có muỗi trong nhà các bạn dự mua vượt đập đập muỗi để diệt nó, thế là được luôn. Tóm lại các bạn trang mạng có biết hết bạn ạ. Chương trình mình đến đây kết thúc, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.